Trân trọng cảm ơn thầy Trần Hoài Vũ từ trường trung học phổ thông chuyên Lào Cai. Xin được chào tất cả các thầy các cô tại các điểm cầu tham gia chương trình ngày hôm nay từ tỉnh Lào Cai. Hôm nay tôi rất là vui mừng khi được đến tham dự cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay, và cá nhân tôi coi đây là một cái rất là vinh dự. Và riêng đối với Lào Cai thì với tôi đó còn là những cái kỷ niệm hết sức là khó quên. Không biết là tôi nói mọi người các tiểu cầu nghe rõ không ạ? Nếu nghe rõ các tiểu cầu thì giơ tay nghe rõ không ạ? Ok, vâng. Tôi xin tiếp tục. Kính thưa các thầy các cô, các em học sinh thân mến, trước hết là tôi có thể nói như thế này, chia sẻ như thế này. Khi mà tôi sinh ra ở một cái làng quê của tỉnh Phú Thọ thì bố tôi lúc đó đang công tác trên tỉnh Lào Cai. Bố tôi lúc đó là giáo viên và lúc đó là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Mường Khương của tỉnh Lào Cai. Và thời đó thì thông tin nó cũng như ngày nay. Tí nữa tôi sẽ nói câu chuyện về thế giới mạng. Và thời đó thì khi mà nhận được tin là tôi ra đời thì bố tôi có viết một cái thư gửi về nhà nói với ông bà và mẹ tôi rằng là tôi tên là Tùng. Bởi vì là gì? Bởi vì là ở trên đó bố tôi cho rằng là ở một cái mảnh đất rất là rất nhiều đồi núi mà chỉ có một cái cây có thể là vươn lên rất là thẳng,
đó là cái Tùng, cho nên muốn đặt con trai mình tên là Tùng với bao cái niềm hy vọng và đặt cái niềm tin vào đó. Thế nhưng mà cái lá thư như ngày xưa năm 1972 thì về đến quê Phú Thọ thì phải mất vài tiếng, vài ngày, vài tuần. Và chính lý do như thế thì ở nhà thì ông bà cũng đặt tên tôi là Chí rồi. Và chữ Chí thì nó lại nghĩa về rất nhiều người nghe xong thì cũng hiểu rằng à cái chắc là ông nội tôi muốn là đặt một con người là sau này là người là sẽ có một cái chí hướng để công tác. Thì khi lớn lên báo cáo các thầy các cô và các em thì tôi cũng là một người rất thích học toán theo bố tôi. Bố tôi là như tôi nói là giáo viên dạy toán, dạy trường Mường Khương, sau đó thì dạy rất là lâu ở trên tỉnh Yên Bái, cao đẳng sư phạm Yên Bái, rồi về dạy trường chuyên Mường Khương ở thị xã Phú Thọ dạy chuyên toán ấy. Thế cho nên là cái tình yêu đối với toán học của tôi thì nó có ngay từ khi còn nhỏ. Xung quanh tôi khi tôi lớn lên thì là những cuốn sách về toán, cho nên tôi được tiếp xúc với toán rất là sớm. Và có lẽ những cái cuốn sách từ những câu chuyện về nhà toán học đã giúp cho tôi là tò mò hiểu xem, với một cái cậu học sinh thì muốn hiểu xem là toán học là như thế nào. Chính lý do thế có lẽ là các thầy các cô phụ trách cái buổi giao lưu hôm nay muốn là có tôi chia sẻ những điều như thế. Và tôi xin nhắc lại rằng là toán học đối với tôi thì tôi được bao bọc xung quanh lớn lên là nhờ những công thức toán. Tôi vẫn nhớ là nhà tôi ngày xưa, báo cáo các thầy các cô ở trên đó, là nhà tôi ngày xưa Phú Thọ ấy, là nhà là lập, tức là cái vách này là bằng là gọi là bằng nói như nào nhỉ, tức là người ta vách đó là bằng tre bằng nứa thôi. Và các cái cuốn toán học của tuổi trẻ từ những năm sáu mấy đó rất là đen, thì là bố tôi không có ông bà là lấy những cái tờ báo toán học của tuổi trẻ đó dán xung quanh, cho nên những câu chuyện về toán học rồi những vấn đề về toán học là tôi đã được tiếp xúc rất từ bé. Và cái niềm mà ham mê toán học đi theo tôi. Và có lẽ trước khi nói những cái chuyện khác thì tôi có thể nói một điều rằng là chính toán học và những cái điều tôi học được thì đã giúp tôi từ một cậu bé từ một làng quê nhỏ đã được bay đi khắp thế giới, đã được làm việc khắp thế giới, và bây giờ với những cương vị là phụ trách liên quan đến vấn đề về triển khai vấn đề dạy và học toán học. Rất nhiều người hỏi tôi là thế toán học có giúp gì anh trong cái việc đó không, bởi vì tôi là một tiến sĩ toán học. Đấy, tôi học tiến sĩ về toán thuần túy. Thế thì là rất nhiều người hỏi tôi là thế thì những cái ngày xưa anh học về toán học đó thì thông thường là dạy đại học, tôi dạy đại học hơn 20 năm, thế thì có giúp gì tôi không? Thì tôi nói mọi người rằng là toán học không chỉ giúp tôi là giảng bài ở các trường đại học liên quan đến toán học, mà còn giúp tôi là quan trọng hơn trong công việc hiện nay, đó là tư duy toán học. Tư duy toán học giúp cho tôi là giải quyết những cái vấn đề liên quan vấn đề chính sách, giúp cho tôi là gì, là khi mà xây dựng một chính sách tham mưu cho lãnh đạo bộ thì tôi đều nhìn vào thực tiễn xem thực tiễn xảy ra vấn đề là như thế nào, vân vân và vân vân, và từ đó ra chính sách. Cái chuyện đó thì sau các bạn học sinh rồi đang học về toán và chuẩn bị học những vấn đề liên quan toán ứng dụng sẽ giới thiệu các em nhiều hơn chuyện đó. Thế về việc dạy toán thì tôi cho rằng là cũng có mấy vấn đề tôi muốn tâm sự với các thầy các cô dạy toán. Tôi từ kinh nghiệm dạy toán, tôi bắt đầu đi dạy toán từ năm 1992, dạy một cách chính thức là từ năm 1992, tức là hơn 20 năm đi dạy toán. Và có thể nói rằng cuộc đời đi dạy học của tôi cũng rất nhiều những thành công. Tôi đã trải nghiệm dạy học từ là bậc đại học, tức là bậc đại học là đào tạo đến thạc sĩ tiến sĩ, đến là dạy toán, để xin lỗi các thầy các cô, chúng ta dùng một từ là rất nhiều người thường nói rất là nôm na, tức là dạy toán để kiếm ăn, dạy toán để là lo cho cái cuộc sống của mình. Thì tôi cũng đã tham gia vào dạy toán từ trung học cơ sở, đấy, tức là dạy cho các em từ học trung học cơ sở đến là các em là học sinh cấp 3 để ôn thi vào đại học. Thế thì rất nhiều học trò của tôi bây giờ là giáo viên dạy ở các trường như trường chuyên trên Lào Cai, cũng có một số học sinh viên tôi đã tốt nghiệp tôi đã dạy, rồi các trường khác ở tỉnh Lào Cai, tôi tin là rất nhiều những giáo viên toán ở các trường phổ thông ở Lào Cai, rất nhiều trong số đó là sự học trò của tôi khi học ở đại học cũng như là học ôn thi đại học tôi dạy. Thế thì có mấy điều về dạy học môn toán thì tôi muốn tâm sự với các thầy các cô dạy toán như thế này. Kính thưa các thầy các cô là đôi khi chúng ta ngày xưa thì chúng ta học môn toán thì ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ đến là làm sao giúp cho học trò mình thi học sinh giỏi hay là thi đại học có điểm thật cao, và chúng ta rất là tự hào điều đó. Thì ngày nay quả thật những cái điều đó không phải là sai, thế nhưng có một cái điều chúng tôi rút ra sau rất nhiều năm dạy toán và quản lý giáo dục thì tôi mới rút ra một điều rằng như chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây là chúng ta đã dần dần thay đổi cái quan điểm về việc học toán.
giáo dục xét cho cùng, thưa các thầy các cô, không phải là chúng ta nhét vào đầu học sinh thật nhiều kiến thức toán học, thật nhiều lý, thật nhiều hóa, thật nhiều một cái môn học nào đó. Mà bản chất của toán học là bản chất của việc quá trình giáo dục trong các nhà trường, đó là tạo ra những con người có thể sống một cách tốt đẹp cho xã hội. Đó mới là mục tiêu cuối cùng. Như UNESCO, như các thầy các cô thấy, nếu các em học sinh, nếu các em đến trường thì rất nhiều các nhà trường có đưa ra bốn trụ cột của giáo dục. Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã đề xuất ra bốn trụ cột của giáo dục. Bởi vì vấn đề quan trọng là chúng ta đi học để làm gì? Trả lời câu hỏi rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta hiểu được chúng ta đi học làm gì thì người dạy sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu đó, và người học cũng cố gắng để đạt được cái mục tiêu đó. Thế thì UNESCO đã đề xuất ra bốn cái trụ cột của giáo dục, như là các thầy các cô các em đã rất là quen thuộc, rất nhiều nhà trường đã đưa ra bốn cái trụ cột đó. Và báo cáo các thầy các cô, nếu các thầy các cô có xem một cái phiên họp của chính phủ cách đây khoảng 1-2 tháng, thì trong cuộc họp đó thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có đưa ra một cái thêm một cái trụ cột nữa, không phải đây là Phó Thủ tướng đã tham dự một cái hội nghị của UNESCO, và gần đây thì UNESCO không nói đến bốn trụ cột nữa mà là năm trụ cột của giáo dục. Thế thì bốn cái trụ cột của giáo dục đó là gì? Đó là learning to know. Learning to know nghĩa là học để biết. Cái đó là cái điểm xuất phát đầu tiên, chúng ta học để chúng ta biết. Chúng ta học toán để biết các kiến thức về toán, học vật lý để biết các kiến thức về vật lý. Cái điều thứ hai là học learning to do, tức là học để làm việc, học để chúng ta có kiến thức, chúng ta giải quyết và làm việc trong cuộc sống. Cái này cực kỳ quan trọng. Và bản chất thứ hai này cực kỳ quan trọng ở chỗ là mục tiêu của giáo dục của chúng ta sau này là chúng ta cần phải cuối cùng là giúp cho mọi người sống một cách tốt đẹp trong xã hội. Mà để sống một cách tốt đẹp trong xã hội thì chúng ta cần phải có một công việc. Tức là chúng ta phải qua quá trình học đó, chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta thích hợp với một công việc gì, để này sau này chúng ta sẽ đi theo con đường đó để giúp cho chúng ta có một cuộc sống nuôi sống cho chúng ta. Đấy là điều cực kỳ quan trọng. Phần thứ ba có một cái trụ cột nữa, người ta nói rằng là learning to be. Learning to be có nghĩa gì? Tức là học để xem mình là ai, tức là ta dịch ra là học để khẳng định mình. Cái learning to be này cũng hết sức quan trọng. Đó là trong quá trình học thì chúng ta cần, trong quá trình giáo dục của các nhà trường thì các em học và các thầy cô giáo sẽ giúp cho các em phát triển được những cái gì mà trời cho riêng các em, bên cạnh những cái nền chung mà tất cả đều phải hướng đến. Cái đó rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta tưởng tượng xã hội chúng ta sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người đều giống như nhau, người nào giống như người nào, thì không trở thành xã hội được. Cho nên mỗi người cần phải khẳng định mình trong quá trình giáo dục. Chúng ta học và cuối cùng chúng ta phát triển được những cái gì trời cho riêng chúng ta. Để những bạn nào rất giỏi môn toán thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ phát huy những cái khả năng về toán học của mình để chúng ta trở thành những người có ích trong xã hội, giúp cho bản thân mình và có ích cho xã hội. Cái trụ cột đó hết sức là quan trọng. Và còn một trụ cột nữa mà UNESCO đề ra, đó là learning to live together, có nghĩa là học để chung sống cùng nhau. Chúng ta sẽ tưởng tượng là chúng ta sẽ sống như thế nào nếu chỉ có mỗi mình ta trên trái đất này. Nếu chúng ta chỉ có học tập và chúng ta suốt ngày một mình thôi thì điều đó không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì xã hội không thể là bị cô lập ra khỏi với cộng đồng, và chúng ta phải học cách để chúng ta chung sống cùng nhau. Và vừa rồi thì như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trình bày thì UNESCO năm 2012, trong cái mục tiêu để phát triển bền vững của giáo dục UNESCO đề ra trong cái chiến lược đó, thì UNESCO đề xuất thêm một cái trụ cột nữa của giáo dục. Đó là gì? Đó là learning to transform oneself and society. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là học để chúng ta thay đổi mình và xã hội. Điều đó cực kỳ quan trọng. Tức là những cái việc học của chúng ta phải hướng tới chúng ta tự làm cho mình tốt đẹp lên để mình có, và sau đó là làm xã hội tốt đẹp hơn. Đấy là năm trụ cột giáo dục. Và từ năm trụ cột giáo dục đó, chúng ta sẽ thấy bản chất của việc học tập trong nhà trường, học tập môn toán đó là gì. Như gần đây các em học sinh, các thầy các cô đã thấy, đó là chúng ta việc học để chúng ta phát triển phẩm chất năng lực của mỗi con người. Việc phát triển phẩm chất năng lực của mỗi con người, bản chất vấn đề đó là tạo ra một cái con người có thể sống một cách tốt đẹp. Kính thưa các thầy các cô, tại sao chúng ta cần phải như thế? Thì là bởi vì là đầu những năm chuẩn bị đón thế kỷ 20, 21 thì một số tập đoàn lớn trên thế giới, đứng đầu là những tập đoàn như là Cisco, Intel hay Microsoft, đã tập hợp những nhà chính trị, những nhà giáo dục, những nhà tâm lý học, kinh tế học nổi tiếng trên toàn thế giới
làm trong một dự án, người ta nghiên cứu xem trong thế kỷ 21 thì con người muốn sống một cách tốt đẹp thì cần những câu chuyện gì. Thì kính thưa các thầy các cô là trên internet là có những cái tài liệu như vậy, và người ta rút ra rằng là gì, là để sống một cách tốt đẹp trong thế kỷ 21 thì con người cần phải là có bốn nhóm kỹ năng của thế kỷ 21 mà con người cần phải hướng đến. Thì tôi xin nói rất là nhanh qua cái đó để chúng ta thấy vai trò của môn toán trong việc phát triển kỹ năng đó là như thế nào. Thì kính thưa các thầy các cô là trong cái sách trắng kết quả nghiên cứu do các cái tập đoàn lớn trên thế giới đó công bố, thì để sống một cách tốt đẹp trong thế kỷ 21 con người cần phải phát triển bốn nhóm kỹ năng sau đây. Nhóm kỹ năng thứ nhất là cách suy nghĩ, cực kỳ quan trọng. Trong cách suy nghĩ, người ta nhấn đến việc là cuối cùng thì con người để sống tốt đẹp trong thế kỷ 21 cần phải có khả năng, có kỹ năng sáng tạo và cả kỹ năng đổi mới. Tiếp theo là khả năng phân tích, critical thinking, tức là suy nghĩ một cách phê phán, khả năng giải quyết vấn đề, problem solving, và decision making, có nghĩa là phải có khả năng ra quyết định. Cái đó rất quan trọng. Nếu trước một sự việc mà chúng ta không có khả năng phân tích để chúng ta giải quyết cái vấn đề chúng ta đặt ra thì rất khó khăn. Chúng ta không có đó đổi mới, không có tư duy sáng tạo thì chúng ta rất khó phát triển trong thế kỷ 21. Thế kỷ 21 không cần nhiều những người lặp đi lặp lại một công việc nào đó, mà thế kỷ 21 cần một lực lượng lao động với những cái kỹ năng và tư duy khác hẳn. Và đó là những cái đầu tiên người ta nói, các nhà khoa học đã đưa ra. Một cái điều quan trọng nữa trong cái nhóm gọi là tư duy, cách suy nghĩ mà sách trắng đưa ra đó là gì? Đó là learning to learn, học cách học. Và metacognition, tức là tư duy đa nhận thức. Kính thưa các thầy các cô, hiện nay trên toàn thế giới và bản thân tôi tin là các em học sinh ngồi đây cũng thấy điều đó. Tôi có thể khẳng định luôn với tư cách một nhà giáo dục cũng như là một người đi học, tôi khẳng định luôn với tất cả các em là không ai có thể học, không một thầy cô nào có thể dạy được tất cả những điều cho học sinh chúng ta mong muốn. Chúng ta học toán cũng tương tự như vậy. Nếu như các em học toán và các em chờ là các thầy dạy tất cho các em những điều thì không có.